Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang ở bãi cái mến trên nến nha các bạn. Giờ chiều 5 giờ chiều mình tính đi review cho các bạn coi mặt trời lặn. Coi hoàng hôn. Bữa nay khu vực này bây giờ mây nhiều quá rồi. Không thấy mặt trời, mà xa. Giờ mình đi tắm biển. Mặt trời bị mây che hết trơn rồi, đâu có thấy đâu. Hướng này là hướng tây các bạn ơi. Nhắm mặt trời lặn mới có hé là giờ nó hết mây che rồi. Bên đây một mũi đá không nè. Rồi các bạn coi vòng nha. Đúng ra là giờ này là mình thấy được mặt trời lặn rồi các bạn. Đúng hoàng hôn rồi đó. Trong nữa bạn. Đây có con suối nè. Đi qua bên đó con suối. Cái sau khu vực bãi nến này nó có một cái hồ dự án, một cái hồ nước nha các bạn. Hồ chứa nước ngọt. Đây là mình quay lại nè. Đó, cái chỗ mà người ta đang phá núi đó, người ta làm cái hồ nước ngọt đó các bạn. Mình ở cái ngày đây mình chủ yếu cho buổi thì buổi chiều mình đi review cho các bạn coi ngắm hoàng hôn, mà bây giờ bữa nay trời nhiều mây quá đâu có ngắm hoàng hôn được đâu. Trời thì mây che hết trơn, che khuất hết trơn rồi. Mới thấy hé được mặt trời. Lấy cái điện thoại bỏ vô nước chống nước nè. Tắm. Nước bị trong các bạn ơi. Nước quá trong luôn. À, nước quá trong rồi. Ở xung quanh này có phao. Ở đây có dọc cái có bỏ phao nữa rồi. Wow. Đây là mình đang hướng về hướng mặt trời lặn nha các bạn. Đó, mặt trời sắp lặn rồi đó. Đẹp không? Nước nó chưa nước trong không? Rồi, hai anh em bây giờ còn hai anh em thôi, đi ba đặng mà để tiến một đi một thằng đéo rồi. Cá trắng quá trời. Mình hơn. Tắm mát quá. Đúng là biển này cát trong thiệt. Có cát mà.
sạch, biển là sạch cát sạch nha các bạn, nước trong nữa. Bây giờ mặt trời lặn nha các bạn. Hôm nay mình cũng kết thúc clip đi ở đây. Nói chung tắm biển này đông lắm các bạn. Riêng cái là có ngắm không ngắm được cảnh hoàng hôn đó các bạn. Bây giờ tới đây các bạn. Hello, chào các bạn. Giờ mình đang ở trên cái mũi đá này cũng 6 giờ buổi chiều rồi các bạn. 8 giờ 30 phút rồi các bạn. Giờ bên kia là lên đèn hết trơn đó các bạn. Giờ mình chạy lăn cho mình quay qua cho các bạn coi cái hướng mình chạy lăn các bạn. Giờ nghe các bạn thấy nghe không? Nghe vậy ta chuẩn bị ta lên đèn đó các bạn, ta đi câu mực hay là đi đánh tại vì qua câu ram tới sáng chứ bây giờ nó đang tối mà ơi, nó 6 giờ rưỡi đó các bạn. Các bạn coi cái hướng bên kia, anh ta lên đèn á, các bạn, cái hòn nó lên đèn á, tàu nó lên đèn mà tưởng đâu cái mặt trời nha các bạn ơi. Ở đây cái bờ vực nha, bây giờ coi cảnh đêm của nhà hàng Omiso. Khu vực này bán hải sản tươi sống nữa. Có sò tượng nữa. Cá mú nè. Cá nhám nữa nè. Này là cá nhám nè. Cá nhám mình phải quắc nhiều nữa mày. Lẩu giá từ 20k, lẩu nướng xiên que, cái này xiên que
nào nó nhẹ nhàng hơn. Hào này là hào tươi trong đó luôn hay là sao? Cái này một con nhiêu? Mua nó đưa mấy con hào nó nấu phô mai để mình đặt mấy món nhậu của mình, mình lửa hay là sao? Ăn coi khu vực hào nên nó đỡ theo con hào để nó nấu phô mai ăn. Quán đẹp không các bạn? Đẹp luôn. Khánh có hào không Khánh? Order mấy con hào ăn. Hào. Order mấy con hào nước phô mai ăn ngon. Ừ. Em đi mang vô tới 2-3 ngàn. Là menu. Mình order lẩu. Cơm ghẹ chiên lấy hàu hả, đi review lấy hàu ngon quá, đặt mấy con hàu nước phô mai ăn. Trời ơi, trời không biết gì kia em đi em ban đêm đẹp không các bạn, em quên quá trời đẹp luôn nha, chỗ review này đẹp các bạn, ban đêm mở đèn ta chủ đi. Quán trang trí đèn đẹp lắm. Đang ngồi ăn ở chỗ quy 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 biển biết nữa. Đâu thôi để đi, chuyến xe anh ba qua rồi đi nữa, tại em đi làm đi công việc chứ chị, em đi rồi tụi em cũng đi lấy cam tùm lum hết, để rồi chuyến xe mới tổ chức nhiều chiều canh lấy mấy cái đồ ăn vô. Khu vực chỗ cái quầy ba đó các bạn, làm cái chỗ điểm check-in đẹp quá ha. Chung điểm check-in nó làm nó đẹp không các bạn. Lẩu hải sản nha các bạn. Còn đây là tôm ghẹ xào nè, điểm nè. Tôm ghẹ xào. Đây chỉ còn hai anh em chiến đấu à, có bay đi ba ní mà hết ní về. Đây có hai anh em chơi có nhiều lắm. Đây đẹp không các bạn? Chỗ này đẹp. Quay ban đêm cho các bạn coi cái hòn Nam Du này các bạn. Đây mình review ban ngày không mà review ban đêm cho các bạn coi nha.
ban đêm cũng có được cái xóm này có đèn. Hôm qua uống cà phê cũng im lắm chứ bộ, thấy không? Chút ghé đi uống cà phê nè. Hai thằng mới đi ăn xong về tối về đi. Đây có ốc nhóc hết trơn rồi, ốc bóng tay nữa kìa. Mới quay vòng cho các bạn coi chân cầu cảng nó lên đó các bạn. Ban đêm người ta cũng có quán nhà hàng, quán ăn đó các bạn. Cao kê cũng xôm đó các bạn. Nói cho lưng rồi đó các bạn. Cũng có cà phê nữa, chứ mình ghé lại đó mình uống ly cà phê. Ở đây nè, xe ta vô nó đậu nè các bạn. Đây cầu cảng tàu cao tốc hồi sáng mình ghé nè. Hôm nay có chăng các bạn ơi, đi bữa hôm nay mình 16 có chăng nè. Các bạn thấy không, có chăng nữa các bạn. Hôm nay chăng tròn luôn á. Hôm nay chắc quá trời đẹp luôn, chăng tròn luôn các bạn. Làng xứ biển thấy không các bạn. Đây cầu cảng ban đêm nè các bạn. Cầu cảng của Nam Du nha các bạn. Ngày tàu tàu tốc nó ra đây nó đậu đi. Cái này cuộc sống của Nam Du về đêm nè các bạn ơi. Kiếm chỗ uống cà phê. Thank you.
đều đi. Ngồi uống cà phê. Vô đây phơi uống rồi các bạn. Ở Lâm Vui có cái tòa nhà cao nhất đó mà sau lưng mình kìa các bạn. À, có tòa nhà trắng trắng đó mà sau lưng kìa. Tòa nhà này là cao nhất Lâm Vui nha các bạn. Khu vực này là hầu như là chỉ có cái nhà đó là cao nhất á. Uống cà phê đi ngồi mát quá ha. Nghe sóng biển chụp chiều rồi có ca nhạc luôn. Đủ loại ca nhạc. Rồi, cái clip trải nghiệm Nam Du tới đây mình cũng kết thúc ban đêm review cho các bạn coi khu vực này. Các bạn nào thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chung mình là mình cũng mục đích chia sẻ cho các bạn, có gì sót thì bỏ qua nha. Giờ mình ngồi uống cà phê rồi, rồi mai mình quay cảnh mình đi về thế thôi. Mình quay ban đêm. Đêm nay là khoảng 10 giờ là 10 giờ rồi. 10 giờ mà Nam Du nó cũng sớm lắm các bạn ha. Rồi đó, có giờ còn hai anh em ngồi á, vừa đây uống đi hay cà phê nữa là về ngủ. Bye bye, chào các bạn nha. Để các bạn gặp lại clip sau.